Xin chào mọi người, nếu anh em nghe tin thì cũng biết rằng là dòng iPhone XS bây giờ ấy vẫn sẽ được cập nhật lên iOS 18. Một cái thông tin mà rò rỉ mà rất nhiều anh em đang dùng iPhone XS sẽ rất là vui khi mà được nghe như thế. Thế nhưng thì liệu rằng là với những cập nhật iOS 18 thì con iPhone XS này nó còn đáng mua ở thời điểm hiện tại hay không? Và có những hạn chế gì khi mà nó đã bước sang cái tuổi thứ 6 rồi? Thì cùng xem hết video ngày hôm nay nhé. Và chào mừng anh em tới với Big Ba Channel. Để mà đánh giá qua về con iPhone XS thực tế ở thời điểm hiện tại ấy, thì có những cái hạn chế gì và vẫn còn những cái điểm gì để mà gọi là đáng để lưu tâm nữa, thì trong video này mình cũng sẽ có những điểm so sánh nhỏ với một mẫu máy mà được anh em quan tâm khá nhiều bên phía Android, đó chính là con Redmi Note 12 Turbo. Lý do thì cũng đơn giản thôi, bởi vì là mức giá của cả hai ấy, nó đều xem khi mà đều đang ở cái mức giá là 6 triệu. Và thật sự khi mà liệt kê ra thì mới thấy rằng là con iPhone XS này nó đã quá là thua thọt rồi. Dù là chỉ so với một chiếc Android mới ra mắt cách đây khoảng tầm là 1 năm, chứ không nói là mấy cái dòng sắp ra mắt nữa cơ. Thì đầu tiên đó chính là về phần hiệu năng đi. Thì con chip A12 Bionic ấy nó đã trở nên hơi hụt hơi so với cuộc đua công nghệ hiện tại rồi. Với một con chip bước sang tuổi thứ 6 như là Bionic A12 ấy, thì tất nhiên là chúng ta sẽ không thể làm đòi hỏi chấm được cái số điểm cao trong các bài test hiệu năng như là con Snap 7 Plus Gen 2 trên con Note 12 Turbo được. Hiệu năng thuần khi mà chơi game ấy thì tất nhiên cũng không thể nào mà so lại được. Dễ thấy là khi anh em chơi một tựa game mà test phần cứng quen thuộc, đó chính là Genshin Impact đi, thì con iPhone XS này nó đã không thể chơi mượt mà và êm ái dù là ở mức setting trung bình được nữa rồi. Cái hiện tượng mà drop FPS hay là giật lag đã diễn ra thường xuyên hơn. Nhiệt độ của máy thì cũng không còn được gọi là mát mẻ nữa. Và những cái điều này thì con chip như là Snap 7 Plus Gen 2 trên con Note 12 Turbo nó lại làm cực tốt. Và đây cũng chính là cái điểm mà thua thọt lớn nhất của con XS khi mà so với các mẫu Android đời mới. Tất nhiên thì chúng ta không thể nào đòi hỏi quá nhiều ở một chiếc điện thoại đã hơn 5 năm tuổi rồi. Nhưng mà công tâm cho nó nhá, thì với cái giá tiền bằng nhau thì chúng ta cũng có quyền là so sánh và đặt lên bàn cân để đưa ra một lựa chọn hợp lý hơn. Thế nhưng thì cũng công tâm mà nói thì thật sự là iPhone XS với con A12 này dù là hơi đuối ở game nặng cũng như là các tác vụ nặng, nhưng mà với cái nhu cầu sử dụng thông thường ấy thì phải nói nó vẫn quá là ngon. Nếu mà chỉ chơi các tựa game mobile nhẹ nhàng hơn như là Liên Quân hay là Tốc Chiến ấy thì con iPhone XS tới giờ chơi vẫn quá là ngon, mang setting mà chả gặp một cái vấn đề gì cả. Máy chơi nó cũng mát mà không còn bị hao pin nữa cơ. Còn sử dụng thông thường ấy thì vẫn còn quá là gọi là ổn, nó rất mượt mà và cũng ít khi bị gặp lỗi. Và như mình nói ở đầu rồi đó, là con iPhone XS này sắp tới vẫn có thể là cập nhật lên iOS 18, một cái bản cập nhật được cho là lớn nhất từ trước tới giờ của iOS, và chắc chắn rằng nó sẽ tích hợp thêm nhiều tính năng AI nữa. Nhưng mà con này chắc không có AI đâu. Thế thì câu hỏi là làm thế nào iPhone XS vẫn còn đủ khả năng để lên iOS 18? Cái vấn đề ở đấy chắc có lẽ là do con chip A12 nó được tích hợp tới 8 lõi neural engine, vẫn còn đủ sức để mà xử lý các tác vụ liên quan tới AI. Mà mình nghĩ đây cũng là lý do chính cho cái việc mà iOS 18 sắp tới ấy, nó cũng được tích hợp trên con này luôn. Nói chung thì A12 ấy, nó về hiệu năng thuần ấy, thì có vẻ là đuối rồi, nhưng mà dưới bàn tay tối ưu quá tốt của Apple thì nó vẫn còn làm được rất nhiều việc đấy. Dù là tối ưu tốt tới mấy thì Apple cũng phải bó tay với cái thời lượng pin của con iPhone XS này. Với một viên pin quá là nhỏ, chỉ hơn 2600 thôi, thì con iPhone XS này nó bắt đầu hụt hơi về cái thời lượng pin rồi. Đặc biệt khi mà anh em so với những viên pin như là 5000 như là trên con Note 12 Turbo, thời lượng on screen của XS hiện tại ấy, nó cũng chỉ được khoảng tầm là 6 tiếng thôi, 6 tiếng là nhiều ấy. Còn Note 12 Turbo thì có thể là kéo dài đến tới là 7 đến 8 tiếng là thoải mái. Và cái điểm quan trọng nữa là con Note 12 Turbo nó có sạc nhanh lên tới là 67W. Còn con iPhone XS này nó chỉ còn là PD 2.0 với tốc độ sạc là 15W mà thôi. Một viên pin 5000 mà sạc hơn 40 phút là đầy ấy. Và để mà sạc đầy con iPhone XS thì chắc là phải gấp khoảng tầm là 2,5 lần thì chắc là cái điều là nó đã quá là thua thọt rồi, gọi là thua hoàn toàn luôn ấy. Cái điểm thọt tiếp theo cũng chính là về phần màn hình. Mà thực ra thì cũng không tới mức là quá thọt đâu. iPhone XS ấy thì nó ra mắt vào cái năm 2018, lúc đó là cái thời điểm mà người ta chưa đua nhau về cái độ sáng màn hình. Thì không như ở thời điểm hiện tại thì nó cũng toàn tầm là 3000 đến 4000 nit độ sáng, mà thực tế thì chúng ta cũng chả dùng tới đâu. Nhưng mà họ vẫn đang thi nhau lưng con số này lên, bởi vì là đơn giản là hết cái để mà so về phần màn hình nữa rồi. Tất nhiên thì 625 nit trên con iPhone XS này là một con số cực kỳ khiêm tốn ở thời điểm hiện tại. Và khi mà sử dụng ở ngoài trời ấy, thì không tránh được cái việc là sẽ bị quáng hay là bị khó sử dụng. Và ít nhất là như con Note 12 Turbo nó là 1000 nit thì đã gọi là cải thiện được cái điều đó. Chứ còn nhiều máy tầm giá như con iPhone XS còn độ sáng khoảng tầm là 1300 thì nó sẽ gọi là lý tưởng hơn nữa cơ. Một điểm thọt ở cái màn hình này nữa đó chính là nó còn quá nhỏ khi mà chỉ là 5.8 inch mà thôi. Với cái việc mà đa số smartphone hiện tại toàn là màn 6.7 inch thì 6.1 inch như là trên iPhone tiêu chuẩn giờ còn coi là nhỏ, chứ chưa nói tới là 5.8 inch như thế này. Và hạn chế này thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng không ít tới cái trải nghiệm nghe nhìn và đặc biệt là chơi game nữa. Thế nhưng thì không thể nào phủ nhận được cái việc mà màn hình này nó vẫn là một chiếc màn hình khá là ngon khi mà nó sẽ cho ra một cái khả năng hiển thị rất là tốt. Và thật sự là không kém gì so với màn hình OLED trên con Note 12 Turbo cả. Thêm một cái điểm nữa là iPhone XS này có thể tự tin để mà so sánh với con Note 12 Turbo hoặc là các máy Android cùng tầm giá, đó chính là về cái cụm camera. Mặc dù thì cũng chỉ có hai camera khá là khiêm tốn và không có camera góc rộng,
Nhưng mà cái khả năng quay chụp còn XS ấy thì mình đánh giá là vẫn còn ngon trong cái tầm giá này. Khi mà chụp ở chế độ bình thường ấy, nếu mà so về phần màu sắc thì con XS này có thể là nó sẽ không rực rỡ và bắt mắt bằng các máy Android do thuật toán của nó sẽ khác nhau. Nhưng mà so về cái chi tiết ấy thì tự tin là vả mặt rất nhiều máy, trong đó có cả con Note 12 Turbo này luôn. Mà màu thì tất nhiên rồi, nó sẽ chỉnh được. Với cả là như trên dòng iPhone 15 bây giờ ấy, khi mà chụp ấy thì vẫn cần hậu kỳ thì mới đẹp được nữa mà cơ. Còn về cái khả năng quay video thì XS ấy nó lại là tốt hơn rất là nhiều. Một con máy mà hơn 5 năm tuổi rồi mà vẫn có thể là quay video 4K 60fps, phải nói là khá là ngon rồi. Thì đây cũng chính là cái điểm đặc sản mà chỉ có Apple mới tạo ra được. Cho nên là nếu mà để mà các bạn mua máy về để mà quay TikTok hay là vlog các thứ, thì đối với mình con XS nó vẫn là một cái lựa chọn tốt hơn nhiều mẫu máy Android trong cái tầm giá 6 triệu đổ về như thế này. Còn về cái điểm thiết kế đi, ok thì có vẻ là cái phong cách thiết kế của XS cũng gọi là đã hơi cũ rồi, nhưng mà chưa hẳn là đã lỗi thời đâu nhá. Nhiều người tới giờ thì vẫn cực kỳ là thích cái kiểu thiết kế như thế này, đặc biệt là máy nhỏ, cho nên cái khả năng cầm nóng của con XS phải nói là cực tốt, sử dụng một tay phải nói là nó rất là dễ dàng luôn. Với lại thì nhìn về cái vật liệu máy đi, khung viền thép sáng bóng này và cả mặt trước và mặt sau đều là kính nữa, chắc chắn là nó sẽ bền bỉ và sang trọng hơn con Note 12 Turbo được làm hoàn toàn bằng nhựa rồi. Thế nên thì cái phần thiết kế này ấy, nó cũng xấu đẹp tùy mắt mỗi người thôi, nhưng mà về cái hoàn thiện hay là vật liệu để mà thiết kế con XS này ấy, nó vẫn còn được đánh giá là cao hơn nhiều mẫu máy Android khác đấy chứ. Và nếu mà gom hết mấy cái điểm mà mình vừa liệt kê ra thì với cái việc mà có thể là nó sẽ được cập nhật lên iOS 18 này, thì tính ra là con XS này nó vẫn chưa tới mức gọi là quá thu thò ở thời điểm hiện tại. Nếu mà với 6 triệu đổ về ấy, mà các bạn đang cần một chiếc máy gọi là nhỏ gọn này, chụp ổn này, quay TikTok vlog các thứ ngon lành, cũng như là nó sẽ dùng ổn định với iOS, thì con XS này nó vẫn là một lựa chọn gọi là còn ngon. Còn nếu mà với cái nhu cầu mà về chơi game cũng như là cần một chiếc màn hình lớn hơn để mà giải trí, xem phim các thứ, với lại cần cái kiểu là pin trâu sạc nhanh, thì một chiếc máy Android như là con Note 12 Turbo hoặc là bất kỳ máy Android nào mới từ Xiaomi, Realme hay là Oppo nó đều đang làm tốt hơn. Mình thì mình không chê đâu, nhưng mà vẫn không thể làm mà khen con XS này được, và vẫn giữ cái quan điểm trước đó thôi, là thay vì anh em mua con iPhone XS ấy thì có thể là cân nhắc dùng thử các dòng Android, nó sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Còn anh em nghĩ sao thì để lại ý kiến ở bên dưới comment nhé. Nhớ like video và đăng ký kênh để mà ủng hộ chúng mình nữa nhé. Giờ thì bye bye.